Khó thì được tăng dần lên.
gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em đồng nghiệp, cảm ơn đến anh chị em xin thay mặt cho ban chấp hành công đoàn bệnh viện chúc toàn thể anh chị em một năm công tác tốt, hoàn thành tốt và đoàn kết, sáng tạo, tự tin và bứt phá. Thực sự là trong tim tôi là đập chắc phải 140.000 trên một phút. Quá hồi hộp, quá gây cấn. Và chẳng biết nói gì hơn, đó là những cái từ cảm ơn. Cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, cảm ơn công đoàn Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh và cảm ơn tất cả những người có mặt trong hội trường ngày hôm nay đã cho chúng tôi một cảm xúc, phải nói là một cảm xúc thực sự là tuyệt vời. Chắc là suốt đời chúng tôi sẽ không được quên. Xin cảm ơn.